lúc đó là tầm cỡ 5 giờ sáng là nước nó lên đường, thì tầm cỡ 6 giờ là nước nó vô, nó mém 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 đường tới mắt cá chân thôi. Thì tầm cỡ 7 giờ là bắt đầu nước nó lên xăng. Nước lên xăng thì tầm cỡ 8 giờ bắt đầu nước nó lên tới hè. Nó hè thì tầm cỡ 9 giờ là bắt đầu nước nó ùa vô, là coi như nước lũ nó cuốn á, là nó bật cửa, nó bật cửa nó ra luôn, lòng lòng nó vô nó trôi. Thì nghe nhà dưới kia sập răm 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 đó, là bên này là nhà trôi, trôi hết bên nhà cái phía đằng sau nhà cửa là nó trôi. Nó trôi hết cả nhà, xong rồi bắt đầu là xe rồi nó trôi, thì cano mới xuống là tầm cỡ 8 giờ rồi 9 giờ là cano xuống. Xuống thì không có vô được nữa, thì nước ngoài đường tính ra là nếu mà từ đường mà qua đầu người thì phải hơn 3 mét, gần 3 mét. Tại vì ngập hết hàng rào, ngập hết nhà mà. Nhà thì làm lên so với mặt đường là hơn 1 mét. Như ba là ngập khoảng 50 hộ từ cầu thủy vào nông trường Đắp Bờ Lạc Xê Dê. Các ban ngành chức năng cũng đã đến hỗ trợ kịp thời để là cho đồng bào là bớt khó khăn. Cơn mưa từ lúc 1 giờ đêm hôm qua tới bây giờ là không ngưng, mà nước ở thượng nguồn nó đổ rất là đông, dọc theo cái tuyến đại Lào là ngập hết, ngập lên tới quốc lộ 20, coi như là bà con đang ở sơ tán, tài sản nó ngập lụt hết và không cứu được tài sản, nên là nó ngập có nhà lên tới nóc và có nhà nó lên nửa nhà, mà những người già là không ra được, mà có người thì ngồi lên cả nóc nhà luôn. Và bây giờ tài sản là mất hết rồi, mất trắng hết rồi, nó ướt hết đồ đạc các thứ, chợ đại nào cũng ngập lên hết, người ta kê lên bao nhiêu cũng không chịu nổi, tại sát cái suối này nó lớn quá, nên là cái lượng nước nó quá nhiều, nó đổ về mà không kịp trở tay, nó về quá nhanh, nên là bà con không kịp trở tay. Bây giờ cũng có các cứu hộ của xã với của ấy họ đưa xuống, nhưng mà không có bo thì không vào được.